Hôm nay thì mình sẽ đi tìm hiểu một buổi nữa, đó là tìm hiểu về các số master. Buổi hôm sau thì tôi sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cách tính năm cá nhân và trường năng lượng của từng năm. Và khi hiểu rồi thì không phải đi tìm hiểu xem xét ở đâu cả, bởi vì đã từ rất lâu rồi không bao giờ đi nữa. Các đợt trước là cứ đến mùa xuân ấy, tin thì cũng không tin lắm đâu, nhưng mà mùa xuân mà có ai rủ là cũng đi chân ướt chân ráo đi, xong xếp hàng đợi rất lâu. Nhưng mà từ khi mà hiểu được về các con số, hiểu được quy luật vận hành của vũ trụ là không đi tìm hiểu đâu cả. Rất hay đi đấy, đi không tin đâu nhưng cứ đi xem bên tình như thế nào, nhưng bây giờ thì không tò mò như thế nữa. Thì khi mọi người mà hiểu được về năm cá nhân ấy, mọi người sẽ biết được trường năng lượng của từng năm như thế nào. Cách tính nó rất đơn giản, tất cả nó cộng về hết các con số, một con số từ 1 đến 9 cho nên ai cũng có thể tính được. Và khi hiểu được trường năng lượng của từng năm thì tự nhiên mình sẽ biết được cái năng lượng của năm đấy như thế nào, thì mình chủ động. Và khi mình chủ động thì mình sẽ không bao giờ bị động trong tất cả vấn đề trong cuộc sống. Thế thì học về số master chính là số siêu việt. Thì học về số master ấy, thì nó sẽ đơn giản hơn. Số master ấy, thì nó sẽ bao gồm các số sau đây, tức là trước khi thành số đơn thì giữ nguyên những cái số lặp lại hai lần, những cái số lặp lại còn 11, nó sẽ là 11 trên 2 này, 13 trên 4 này, 22 trên 4 này, 33 trên 6 này, và 44 trên 8. Đấy, 11 trên 2 này. Lẽ ra là số 2 nhưng vì nó là số 11 đặc biệt cho nên không đọc luôn là số 2 mà đọc là 11 trên 2. 13 trên 4. Lát nữa sẽ tìm hiểu cả về 13 trên 4. Rất nhiều người rất sợ số 13 trên 4 và là số tử. Nhưng thực ra khi hiểu sâu về nó thì cái số 13 trên 4 cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Số 22 trên 4, 33 trên 6 và 44 trên 8. Vậy thì cái số đầu tiên đó là số 11 trên 2. Vậy thì 11 trên 2 ở đây, cái đặc điểm này, nhìn ở đây. Một số 1, nó đã mang đặc điểm của số 1. Nhưng ở đây nó xuất hiện hai lần số 1. Thì nó sẽ mạnh mẽ hơn gấp hai lần con số 1. Nhưng nó sẽ có năng lượng cả của con số 2 nữa. Cho nên ở đây đầu tiên. Đây. Bạn có hai số 1 này. Thì hôm trước mình đã tìm hiểu về cái con số 1 đấy rồi. Đó là năng lượng của thủ lĩnh, năng lượng của dẫn đầu, năng lượng của khởi động, năng lượng của độc lập, tự tin, lãnh đạo. Vậy thì một số 1 nó đã như mũi tên lao thẳng lên bầu trời rồi. Nhưng nếu có hai số 1, 11 nó là hai số 1, thì cái trường năng lượng nó còn mạnh hơn rất nhiều lần. Cho nên nếu như số 11 nó sẽ có gấp hai lần năng lượng của số 1 và nó có cả năng lượng của số 2. Con số 2 đó là sự hợp tác, thủ thị, hòa bình, thân thiện, sứ giả của hòa bình thân thiện. Cho nên hai con số này nó đối lập nhau. Nó đối lập nhau nhé. Và bắt buộc cái người sở hữu trường năng lượng 11 trên 2 này, họ phải cân bằng được giữa hai con số. Đó là cân số 1 và số 2. Trên cái bài học đối với số 11 trên 2 nó sẽ thách thức hơn rất là nhiều. Đấy. Nên ở đây này, nó sẽ mang cái năng lượng của số 1 và năng lượng của số 2. Khi học về số 1, học về số 2 rồi là hiểu được cái năng lượng của nó như thế nào. Cho nên nhá, nếu như ai mà không kích hoạt được cái số master này nó rung vận động cao hơn hẳn một tầng luôn đấy. Nếu như ai đó mà rung động yếu, quá yếu của số 1 thì nó sẽ là sự bảo thủ của số 1. Nếu như ai đang rung động quá mạnh ở số 2, nó sẽ là sự yếu đuối nhút nhát của số 2. Cho nên số 11 trên 2 nó chỉ được kích hoạt
khi cái người sở hữu nó cân bằng được năng lượng của cả hai con số, tốt nghiệp bài học của cả hai con số, đó là sự mạnh mẽ quyết liệt máu lửa của số 1 và sự tình cảm thủ thỉ thấu hiểu yêu thương nhân văn của số 2. Nhưng mà lại có trong cùng một con người, nó giống như kiểu là vô cùng mạnh mẽ, vô cùng yêu thương. Đấy là hiểu về số 11 trên 2 nhé. Cho nên là ở đây có oanh, thủy sở hữu tên riêng 11 trên 2, có minh thơ sở hữu thái độ 11 trên 2, còn ai nữa thì không nhớ. Nhưng mà những người sở hữu 11 trên 2 không phải ai cũng rung động được ở trường năng lượng 11 đâu. Nó có thể quá của một, nó có thể quá của hai, và để rung động được thì nó sẽ ở trường năng lượng cao của số 11. Cái số 11 ấy nó cũng là yêu thương, nhưng nó cao hơn cả tình yêu của con số 9, nó cao hơn tình yêu của con 2 và con 6. Đấy. Đặc biệt nếu là số 11 là người có trực giác cực kỳ nhạy bén. Nhưng nếu như con 2 yếu ấy, cả tim dễ bị lừa. Nhưng là 11 trên 2 thì cái người này có trực giác cực kỳ nhạy bén. Cái trực giác ấy là cái khả năng nhìn nhận cái giác quan thứ sáu, cái linh cảm, cái độ nhạy cảm, nó có thể lên được đến cái tầng những cái sự kiện hiện tượng gì đối với người thân của mình mà mình ví dụ như là cái gì bất an ấy, thì người ta có cảm giác là nóng ruột, sốt ruột, tâm không an, cứ nhấp nhổm. Đấy chính là cái trực giác, cái dự báo giống như kiểu một cái linh cảm ấy, thì 11 trên 2 kích hoạt được thì nó gây trực giác cực kỳ mạnh luôn. Bạn và gọi là bậc thầy tâm linh. Tâm linh ở đây nó không phải là bói toán, nó không phải thần thuật, mà tâm linh ở đây nó chỉ là sự thấu hiểu chính mình, thấu hiểu người khác. Đấy là số 11 trên 2. Trên bản thân người sở hữu số 11 trên 2 nhớ nhé, nó có cả năng lượng của cả hai con số, mà nó phải có sự cân bằng của hai con số này. Nó lệch về bên nào cũng không được. Đấy. Vậy thì ở đây này, là người hòa giải năng lượng của số 2, lãnh đạo, trực giác, cái yếu tố, cái đặc điểm thứ nhất này là sứ giả của hòa bình, thân thiện, chữa lành. Đây chính là mang ưu điểm của số 2 nhé. Con số 2 đi đâu cũng mong muốn một cuộc sống êm đềm, mong muốn mang cái yêu thương giúp đỡ người khác. Cả nhà mình nhớ nhé, bộ 2, 6, 9, 11 trên 2, 33 trên 6, đấy là năng lượng của yêu thương. Năng lượng của yêu thương. Cái điều này nó lý giải tại làm sao? Của Hảo có linh hồn 6, của Quỳnh có linh hồn 6, nhân cách 6, của Thủy 11 trên 2, tên riêng của Oanh 11 trên 2, tên riêng của Thanh Trang 11 trên 2 linh hồn, của chị Út có thái độ 6. Tại sao mà cứ nặng lòng, nặng tình yêu thương? Bởi vì nó sở hữu, nó mang trong mình cái bộ chỉ số yêu thương đấy. Cho nên là cái đặc điểm là hòa bình, thân thiện, chữa lành chính là đặc điểm, ưu điểm của con số 2. Cái đặc điểm là ngọn hải đăng, truyền cảm hứng, thông minh, sáng tạo, lãnh đạo, tiên phong. Nó lại là đặc điểm vượt trội của con số 1. Đấy, nó nhặt hết tất cả cái ưu điểm của số 2, nhặt hết tất cả ưu điểm vượt trội của số 1. Nó có sự lắng nghe thấu hiểu, nó có khả năng truyền lửa, truyền cảm hứng. Vì lắng nghe thấu hiểu cho nên mới có cái trực giác vô cùng nhạy bén. Ba đặc điểm này kích hoạt được, đấy là cái đặc điểm của 11 trên 2.
Cho nên khi hiểu về số master, mọi người chỉ cần nắm vững số gốc, cái số đơn gốc ấy, là mọi người sẽ loại được, hiểu được cái số master. Vậy thì kích hoạt được, nó sẽ mang ba cái đặc điểm ưu việt này, nó không có năng lượng yếu nhé. Nhưng nếu như không kích hoạt được thì sẽ mang năng lượng yếu của hoặc là số 1 hoặc là số 2. Cho nên không phải tự nhiên mà mình nhìn thấy những người sở hữu 11 trên 2 mà người ta thấu hiểu tình cảm thủ thỉ đâu. Có những người sở hữu 11 trên 2 nóng nảy vô cùng, tranh giành cãi mà chửi rất ngoa. Bản thân em đã gặp rồi, bán hàng ở ngoài chợ thì thôi rồi, chúng có mở bài thân bài kết bài rất chua ngoa, nhưng mà có những người thì rất tình cảm một người nhá. Tức là cái nếu như cái năng lượng yếu nó kinh khủng lắm, hoặc nếu như năng lượng yếu, năng lượng quá của số 1, một số 1 quá nó đã bảo thủ, nó đã áp đặt, nó đã muốn kiểm soát người khác, nó đã độc quyền gia trưởng hung hăng rồi, thì hai con số 1 mà quá thì nó kinh khủng khiếp vô cùng. Đấy, cho nên là ở đây cái năng lượng chuẩn nó mới đạt được ba cái đặc điểm này. Thế còn nhá, để kích hoạt được cái số master, cả các số master chỉ được kích hoạt khi có môi trường, và tất cả những người sở hữu năng lượng master, mọi thứ nó đến trong cuộc đời không dễ dàng. Mọi người nhớ một điều nhé, nó không dễ dàng đâu. Chúng ta những người mà không sở hữu số master không phải là mình không giỏi đâu nhé, không ai được nghĩ rằng mình không giỏi, mà những người không sở hữu số master họ phải tốt nghiệp cái bài học cuộc đời của họ đã lên bờ xuống ruộng. Mỗi người đến với cuộc đời này gặp một bài học, con số 7 nó cũng lên bờ xuống ruộng, con số 8 nó xuống ruộng lên bờ, thì nó là một số đơn thôi mà nó đã phải lên bờ xuống ruộng như thế rồi, thì cái số master nó còn phải tốt nghiệp bài học của hai con số. Mình tốt nghiệp bài học của một con số đường đời thôi là đã thấy nó cực như thế nào, nó vất vả, nó lăn lộn như thế nào. Vậy thì cái số master nó lại thử thách tốt nghiệp bài học của hai con số, thì nó khủng khiếp như thế nào. Và chỉ khi nào nó kích hoạt được, khi tất cả những công việc mà số master làm đó là những công việc trao giá trị cho cộng đồng, thì mới kích hoạt được. Còn nếu không, ích kỷ, chỉ ở trường năng lượng số đơn thôi, chỉ năng lượng của trường năng lượng số đơn thôi. Vậy thì cái công việc trao giá trị cho cộng đồng nó là những công việc gì? Những công việc mà giúp ích cho nhiều người, không phải một hai cá nhân đâu nhá, không phải đơn lẻ đâu, mà giúp ích cho nhiều người thì đều là những công việc trao giá trị cho cộng đồng. Những cái công việc mà đem đến cái giá trị nhân văn, giúp cho thay đổi nhiều người, thay đổi về tinh thần, thay đổi về vật chất, thay đổi về tài chính, thay đổi về mối quan hệ, đều là những công việc giúp ích cho nhiều người. Cho nên có rất nhiều trường hợp số 11 trên 2 là số của lãnh đạo, rất nhiều trường hợp làm lãnh đạo, bởi vì họ tạo ra các mô hình kinh doanh, hoặc là họ giúp ích cho cộng sự của họ, nhân viên của họ phát triển tốt, vừa kiếm tiền vừa hạnh phúc. Đấy là họ đang đi chuẩn. Nhưng cũng có những trường hợp 11 trên 2 an phận thủ thường, không làm gì, không có chí tiến thủ, sống làng nhàng, sống an phận, sống dựa dẫm, sống phụ thuộc vào người khác. Thì cái trường hợp 11 trên 2 đấy mới đang rung động là số 2 yếu thôi, chưa kích hoạt được. Đấy, cho nên không phải là cứ ai sở hữu năng lượng 11 trên 2 người ta cũng là số siêu việt, người ta cũng là lãnh đạo, người ta cũng giúp ích được cho cộng đồng, đúng không? Cho nếu như mình gặp những người mà sở hữu 11 trên 2, chưa nói chuyện gì với họ và rằng ôi dồi ôi, anh giỏi lắm, chị giỏi lắm, mà nhớ người ta đang rung động yếu, người ta cãi luôn, em bảo chả biết làm cái gì cả, cãi luôn. Vậy thì phải biết được rằng họ đang rung động ở trường năng lượng nào. Và cái hay của bộ môn này là thấy người ta đang rung động yếu thì mình kéo họ ra. Kéo ra bằng cách nào? Mình đủ năng lực thì mình chỉ ra cho họ, họ có tiềm năng đấy,
đơn giản, ví dụ như anh ấy, đúng không, đơn giản ví dụ như là Quỳnh ấy, có rất nhiều tiềm năng nó bị ngủ quên. Cho nên sau khi tập xong, nghiền ngẫm xong, hiểu xong, tự nhiên bắt đầu nó mới ghi vào trong đầu, nó mới đặt câu hỏi, ồ thế mình có nhiều tiềm năng gì, thế mà từ bấy lâu nay không biết. Thế khi mình đặt ở trong đầu, ghi vào trong đầu như thế, tự nhiên sẽ tìm cách, sẽ tìm cách. Không tìm cách thì cũng có thể tìm môi trường. Vậy thì khi tìm được thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi. Đấy, anh nghe xong cái số 11 trên 2 thấy có yêu không? Có yêu không? Mà có thấy rằng là đúng, có thể cho đến tại thời điểm hiện tại mình chưa kích hoạt hết nó đâu. Và nghe xong rồi nhá, thì sẽ thấy cái tên của mình nó yêu lắm. Kể cả thị hay có đệ, hay là thị hay không đệ, tự nhiên yêu lắm. Bởi vì không có một con số nào là không yêu. Nó đều có ba trường năng lượng: cân bằng, yếu và quá. Quan trọng là mình chọn trường năng lượng nào thôi. Lựa chọn là ở mình mà. Nhưng con người ta chỉ hạnh phúc khi ở trường năng lượng cân bằng thôi. Đấy. Nhớ nhé, nhớ tất cả những số master nó đều chịu thử thách rất là lớn. Không phải tự nhiên cái gì nó đến đâu. Và đặc biệt là phụ nữ mà sở hữu số master 11 trên 2 thì phải cố gắng nỗ lực lắm thì họ mới là số 11 được. Mọi người có biết vì sao không? Phụ nữ sinh ra ở trong xã hội Việt Nam trọng nam khinh nữ. Khi sinh ra đã được đào tạo từ trong môi trường gia đình, con ơi, phụ nữ thì phải nhẫn nhịn, hy sinh vì chồng, vì con. Vốn dĩ 11 trên 2 nó đã là con hai rồi, nó đã tình cảm thủ thỉ thấu hiểu rồi, lại được sinh ra trong một gia đình vừa mở mắt ra, bố mẹ đã đào tạo theo kiểu truyền thống, phụ nữ truyền thống, sau đó đi học thì lại được đào tạo giáo dục theo kiểu truyền thống, là phụ nữ là phải làm đảm đang theo kiểu Tú Xương ấy, theo kiểu của bà Tú trong bài thương vợ của bà Tú ấy. Thế là môi trường nhà trường cũng giáo dục cho nên nó bị mặc định là như thế, cho nên nó sẵn sàng nhẫn nhịn, hy sinh vì chồng vì con, nó quên bản thân để lo cho người khác. Thì đương nhiên khi quên bản thân để lo cho người khác thì nó không kích hoạt được số 11 đâu, nó chỉ là con hai thôi. Đàn ông thì sở hữu 11 trên 2 họ còn kích hoạt được dễ hơn, chứ phụ nữ thì phải nỗ lực rất nhiều, nỗ lực rất nhiều. Và cái lời khuyên cho 11 trên 2 đối với tất cả nam giới hay nữ giới đều là lời khuyên là yêu thương là tốt, nhưng trước khi yêu người khác thì phải yêu mình. Mình có năng lượng, mình có tinh thần, mình có sức khỏe thì mình mới có thể yêu thương người khác được. Mình chỉ cho đi những cái thứ mà mình có, chứ mình không thể cho người khác cái thứ mà mình không có. Cho nên nhớ mỗi một lời dặn đấy. Và đặc biệt những người mà phụ nữ sở hữu 11 trên 2 cũng như vậy, đàn ông cũng như vậy. Trong mối quan hệ gia đình, gặp bất cứ một cái vấn đề mâu thuẫn gì đó, đừng có giữ, đừng có nhịn ở trong lòng. Bởi vì nhịn, cứ bảo rằng một điều nhịn chín điều lành, nó không hẳn đâu nhá. Khi nhịn, cái khả năng nhịn của số 2 và 11 trên 2 nhịn cực thì tốt. Nhưng càng nhịn, lần thứ nhất nhịn, lần thứ hai nhịn, lần thứ ba nhịn, nhưng nhịn đến lần thứ 9 không nhịn được nữa. Và khi đã không nhịn được là tức nước vỡ bờ, tức là bị đè nén đến không thể chịu được mà đã vỡ bờ, là bung, không cứu vãn được. Cho nên nếu như trong gia đình mà có mâu thuẫn, tốt nhất là ngồi lại và chỉ ra phân tích đúng sai hay dở, nói luôn. Chứ đừng có nhịn, bởi vì nhịn nó sẽ ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng đến tâm trạng, ảnh hưởng đến mối quan hệ luôn. Cho nên nhiều lúc mà có rất là nhiều trường hợp, ví dụ gia đình cứ cãi cãi nhau thường xuyên, vừa chăng đã đổ vỡ. Nhưng những gia đình không thích cãi nhau, đùng một cái lại có chuyện. Cho nên là cái bài học của mình trên hai, mọi người nhớ điều này nhé, nhớ điều này. Còn nếu như rung động yếu của mình một trên hai nữa
hay ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ, ảnh hưởng đến sức khỏe cả về sức khỏe sinh sản nữa luôn này. Có các vấn đề về sức khỏe sinh sản, hoặc là vì số 11 trên 2 nó vẫn mang năng lượng của số 2 mà, cho nên nó không chỉ nhạy cảm về cảm xúc đâu, mà nó nhạy cảm cả về mỹ phẩm, cả về đồ ăn thức uống. Tức là ăn cái gì chán bụng cái là đau bụng rồi, dùng mỹ phẩm mà dùng sai là dị ứng, nó quá tình trạng đấy luôn đấy. Đấy, ok, là số 11 trên 2. Để mọi người lưu ý ở bất cứ chỉ số nào. Chứ nếu như ai mà sở hữu mà thấy rằng nó vất vả quá, hoặc sao mình cứ không gặp may mắn, thì mình thay đổi cái trường suy nghĩ đi nữa. Tất cả mọi thứ nó đến, nó là cái bài học thử thách cho mình, để mình phát triển tốt hơn thôi. Và lúc nào cũng giữ năng lượng tích cực. Mà 11 trên 2 này hay lắm. Nếu như mà làm từ thiện, thích làm theo lối ẩn danh, không cần phải khoe mẽ, giúp đỡ ai là không cần người khác ghi nhớ trả công đâu, nó rất là hay đấy. Ok, xong số 11 trên 2. Mọi người có hỏi gì về con số này không? Vị chia sẻ xem là đang rung động ở trường năng lượng nào. Hôm nay nghe đầy đủ thông tin về 11 trên 2, thử xem em rung động ở trường năng lượng nào. Đừng nói là em rung động ở trường năng lượng yếu của con 2 mới yếu của con 4 nhé. Lôi mãi không lên được con 1. Hello cả nhà, em chào chị Thơ. Từ Chào chào chị anh Thủy. Hôm nào em cũng học trễ hết. Hôm nào kiểu gọi anh Hảo như kiểu gọi anh Hảo mới nhớ đến em thôi. Nên là hôm Hảo, nào anh cũng mất sóng vì anh còn đang làm, anh đang làm học mất sóng, thỉnh thoảng anh mới xử lý được. Em mà cứ liên lạc với chị Nay thì mới nhớ được. Nay có duyên nhỉ, em cũng đang học về con số 2. Đây thì chị chia sẻ về số master 11 trên 2. Thì em đang học con số 2 này. Em đang ở lớp học, nghỉ giải lao thì em tranh thủ. Đang ở lớp học, học xong vẫn chui về đây học. Con phải Em học chứ học khóa thần số học quá chị Thư à? Thanh Trang đâu nhỉ? Trang ơi, Trang có linh hồn 11 trên 2. Trang chia sẻ về cái số 11 trên 2 của em đi. Ở chỉ số linh hồn là khát khao sâu thẳm bên trong. Mà em phải nhớ nhá, cái chỉ số linh hồn 11 trên 2 của em ấy, nó mới giúp cho em là bớt khô cằn sỏi đá của con số 7. Vậy chia sẻ cảm nhận của em 11 trên 2, em đang rung động ở trường năng lượng nào? Hai học 11, rung động cân bằng hay rung động yếu? Em theo em thấy thì nói chung em cũng chưa có nhận ra luôn. Nó mới cái việc mà 11 trên 2 thì em mới có lờ mờ nhận ra thôi. Chứ còn về trước đây ấy, thì mình không có nhận ra. Nhưng mà mình có một cái là em thấy là cái trực giác của em nó khá là nhạy. Giống như là trước đây thì em không biết về số học ấy, thì khi mà mình chưa biết số học ấy thì nó có những cái trực giác đây này. Có những lúc mà tự nhiên cái đầu óc nó bị túng, nó bị lẩn quẩn lắm, là không hiểu là lúc đó là cái đầu óc mình bị vấn đề gì. Nhưng mà ngay sau đó là em bị mất tiền. Nói chung là nó có những cái linh cảm gì vậy. Lúc mà em khi mà tự nhiên mình cảm thấy là tự nhiên cái lúc đó sao cái người mình nó bồn chồn, mà sao nó đầu óc nó không có được minh mẫn ấy, là ngay sau đó là mình bị mất tiền thật luôn. Kể cả cái việc mà đi đi chợ rơi mất tiền á, là có nhiều khi ra tới chợ rồi tự nhiên trong túi không còn đồng tiền nào hết, là có. Mà trước lúc đó là bắt đầu cái đầu óc nó hơi bị lẩn quẩn, nó không có được minh mẫn cho lắm, là chắc chắn là mất tiền. Mà em để ý mấy lần như vậy, và thường á là
cái về cái linh cảm về cái điều gì đó sắp xảy ra thì nó giống như mình cứ bồn chồn ấy, thì nó có một cái gì đấy nó xảy ra. Thì trước đây em cũng có nghe mấy bạn nói á, là cái con số 11 trên 2 này á là những cái người có trực giác và có linh cảm rất là tốt, cho nên là mà nhất là khi mà cái điều tích cực, mình nghĩ đến điều tích cực và cái điều tiêu cực ấy, thì cái điều tiêu cực là nó đến nhanh hơn, nó đến nhanh hơn cái điều tích cực. Cho nên là mình phải học cách làm sao để mình hướng mình đến những cái điều tích cực, để mình thu hút những cái điều tích cực. À, em chỉ biết đến đó thôi. Chị còn về cái trường năng lượng thì em thấy là mình đang rung động ở cái trường năng lượng, nói chung là nó cũng chưa chưa có định hình hẳn là năng lượng chuẩn đâu chị, nó vẫn có một số là vẫn là năng lượng yếu. Giống như chị Thơ nói là cái những cái con số master á, thì nó gọi là nó phải trải qua những cái quá trình phải rèn luyện dữ lắm, rèn luyện gấp đôi cái những cái con số bình thường để nó có thể biểu hiện được những cái con số đó, để rung rung động đúng cái trường năng lượng đấy. Thì bây giờ thì hiện tại thì mình cũng đang em cũng đang cố gắng để em hoàn thiện bản thân và em đưa mình về cái con số 11 trên 2 đấy. Có thể là em khá là nhạy cảm luôn ấy, khá là nhạy cảm. Và giống như chị nói về linh hồn, cái con số nội tâm là cái con số mà khi mình thỏa được cái điều đó thì mình cảm thấy nó gọi là nó cái khát khao bên trong của mình đấy, là mình làm được những cái việc đó, hay là mình rung động đúng những cái con số đó thì mình mới cảm thấy mình vui, Không chỉ vui giống như đâu, là cái mới thấy sự hạnh phúc ấy, hạnh phúc, hạnh hạnh phúc phúc luôn á. đấy chứ không chỉ vui Dạ đâu. thì cái việc mà giống như là mình giúp đỡ được một ai đó, hay là mình cảm nhận là mình đem được lại cái giá trị cho một cái người nào khác ấy, thì cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của mình ấy nó lớn hơn rất là nhiều so với những cái lợi ích hay là những cái gì mình được nhận. Cho nên là những cái công việc hay là những cái môi trường mà em đang hướng theo thì nó cũng đang đi theo những cái môi trường đó để là giúp đỡ người khác. Cho lên nha. Thủy, tên dương 11 trên 2. Oanh, tên dương 11 trên 2. Minh Thơ, thái độ 11 trên 2, tên dương 11 trên 2. Một giây 11 trên 2 đấy. Chừng nào mà đẩy được trong suy nghĩ của mình tất cả những công việc mình làm là muốn trao giá trị cho cộng đồng. Và con số 2, bản chất 11 trên 2 hoặc 2, bản chất của nó là sự kết nối, đội nhóm, cặp đôi. Chừng nào đẩy được năng lượng đấy thì mới đẩy được số master. Còn không chừng nào mà còn nàng nhàng làm việc vớ vẩn, an phận, dựa dẫm, phụ thuộc, hoặc là thôi sao cũng được, dẵng được, sao cũng được, thì mới chỉ là số 2 thôi nhé, chưa đẩy được năng lượng đâu. Mà đẩy năng lượng là muốn trao giá trị cho cộng đồng, nó phải từ tâm, từ trong suy nghĩ của mình, từ trong suy nghĩ dẫn đến hành động của mình thì mới đẩy được. Chứ còn người khác bảo không được đâu nhé, bởi vì sở hữu cái tiềm năng cực kỳ lớn. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, bản thân của 11 trên 2 nó là bậc thầy giác ngộ về tâm linh. Chừng nào mà phải đẩy được các giá trị đấy, còn nếu không thì nó vô sư vô sách, cho chả tin một loại hình gì luôn, chứ không phải là cứ ai sở hữu 11 trên 2 cũng có đức tin đâu nhá. Cho nên không bao giờ Thủy Trần nhé, không bao giờ được nói câu là em không thể nhập được. Không được nói câu em không thể nhập được khi mà mình chưa tìm hiểu, khi mà mình chưa lắng đọng cái đầu của mình để mình nghiền ngẫm về toàn bộ hành trình mình đã đi qua, toàn bộ các mối quan hệ mà mình gặp trong cuộc đời này. Nó là như vậy. Đấy, cho nên là lưu ý vào mục này, không được Vậy vô là sư sau vô buổi sách. hôm nay là phải nghĩ trong đầu là mình sẽ nhập được hết. Tiếp đến là số 13 trên 4. Thực ra nếu như ở trên trên các kênh, trên mạng hoặc là các khóa học về số học thì nhiều người không tập trung đến số 13 trên 4, không phân tích luôn, và cũng không thấy rằng số 13 trên 4 là con số đặc biệt.
Có rất nhiều, kể cả là có thể là ở môi trường gen mà Trinh đang học cũng thế. Chứ chắc đã đề cập nhiều đến số 13 trên 4. Nhưng thực ra số 13 trên 4 là số cực kỳ đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt. Và từ xưa đến nay mọi người rất sợ số 13 trên 4. Bảo rằng nó là số tử, bảo rằng nó là số xấu. Cho nên nếu như ngồi xe cũng không ngồi xe số 13 trên 4, xếp vị trí cũng không xếp vị trí ở số 13 trên 4. Thì ngày hôm nay nghe xong, mọi người hãy nhớ là mọi người có một góc nhìn khác hoàn toàn về 13 trên 4. Và mọi người sẽ thấy yêu nó vô cùng. Và xin chúc mừng những ai sở hữu số 13 trên 4. Và đây này, Thủy ngày sinh 13 trên 4, Oanh ngày sinh 8 rồi, nhưng Oanh cũng có số 13 trên 4. Có mấy người có 13 trên 4 ở đây? Khá nhiều, nhưng nhớ không chính xác không có. Vậy thì 13 trên 4 nó cũng là tử. Nhưng ở đây nó là kết thúc để bắt đầu. Kết thúc đi cái cũ, kết thúc đi cái xấu để bắt đầu một cái mới, sự hồi sinh, một sự khởi sinh và vô cùng mạnh mẽ. Vậy thì ở đây, nếu như cái số 13 trên 4 ấy, nó sẽ mang đặc điểm của con 4. Nó mang cả rung động cân bằng, rung động yếu, rung động quá của con 4. Mọi người học rồi. Con 4 nó là bậc thầy của quy trình, sắp xếp, chăm chỉ, kỷ luật. Riêng nếu xét về góc độ kỷ luật thì tất cả các con số sẽ thua số 4 và số 7 về độ kiên trì, kỷ luật, gan lì cập huyết. Vậy thì nó sẽ mang đặc điểm trường năng lượng của số 4. Nhưng nếu mà nó làm việc theo hệ thống quy trình, là số 4 nó có duyên là một này, thứ hai là nó có năng lực trong việc sắp xếp hệ thống nhé. Sắp xếp xây dựng hệ thống luôn đấy. Nó có năng lực về con số, xử lý các con số và tài chính. Nó có khả năng chịu được áp lực và nó không ngại khó ngại khổ. Đấy là năng lượng chuẩn. Nhưng năng lượng yếu của số 4, sợ, sợ cái mới. Rất sợ cái mới. Làm cái gì cũng sợ bởi vì nó đóng khung. Nhìn thấy khép kín của con, trạng thái khép kín nhưng khép kín khô cứng này. Nó đóng khung trong cái hình vuông. Sợ, không dám làm cái gì, làm cái gì cũng sợ. Mở lời ra làm việc sợ, nhỡ người ta không đồng ý thì sao? Nó giới hạn khả năng của nó ở trong một cái khuôn của hình vuông. Đấy là rung động yếu. Làm cái gì cũng sợ, mà đã sợ thì làm sao có thể bắt đầu được không? Cho nên trong cuộc đời nếu rung động yếu của số 4 sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cơ hội đến tay rồi nhưng sợ, không dám quyết, không dám bắt đầu. Nhưng nếu rung động quá thì cực kỳ bảo thủ, gia trưởng, cứng nhắc, khô khan, không có sự linh hoạt. Một là một, hai là hai, không có sự điều tiết, người khác nói không nghe. Đấy. Nhưng nếu như rung động ở 13 trên 4, rung động ở số 4, làm việc cẩn thận, quy trình từng bước được. Nhưng riêng rung động ở số 13 trên 4 nó cao hơn số 4 một tầng. Tức là nó sẽ có hết ưu điểm nhé. Mọi người nhớ nhé, nếu đạt được ở trình master thì nó sẽ có ưu điểm, nhặt hết ưu điểm số đơn chứ không có nhược điểm nhé. Và nó kích hoạt thêm một tầng nữa. Vậy thì cái số 4 này, nếu như số 4 nó cần chắc chắn, cẩn thận, an toàn theo quy trình thì số 13 trên 4 nó bứt phá mọi giới hạn. Đó. Não loát cực kỳ nhanh, xử lý vấn đề cực kỳ nhanh. Nhưng nếu như con 4 thì nó xử lý vấn đề theo quy trình từng bước một, nhưng 13 trên 4 nó lật thêm một bậc khác. Vậy thì ở đây từ khóa của nó là để chuyển hóa, để tái sinh, kết thúc để bắt đầu. Trên 13 trên 4 đúng, nó là sự kết thúc một vòng, kết thúc một thứ, nó cũng là tự đấy. Nhưng nó không phải kết thúc để đi vào ngõ cụt, mà kết thúc để bắt đầu. Và sự bắt đầu thì nó còn mạnh mẽ vô cùng. Cho nên chuyển hóa, tái sinh, kết thúc để bắt đầu. Và số 13 trên 4 nó có khả năng biến một vùng đất khô cằn sỏi đá trở thành một vùng đất trù phú màu mỡ. Nó có khả năng biến một dự án kinh doanh bên bờ vực thẳm cho nó phát triển tốt hơn. Nó có khả năng cứu vãn một mối quan hệ bên bờ vực thẳm trở nó thành tốt đẹp hơn.
và nó có khả năng lật ngược tình thế, cho nên nó đối lập hoàn toàn với cái con số 4: cẩn thận, chắc chắn, an toàn, xử lý từng bước từng quy trình một. Thì số 13 nó đảo ngược lại nhé, cực kỳ thông minh sáng tạo, giỏi lật ngược tình thế, não nhanh như điện, xử lý vấn đề cực kỳ nhanh, nói cực kỳ nhanh, chứ không phải là cẩn thận dò lần sờ nghiên cứu quy trình như cái ông số 4. Mọi người nhìn thấy nó có sự khác biệt nhé. Nào, con số của lãnh đạo: truyền lửa, truyền cảm hứng. Nếu như chỉ là con số 4 không, không có nhu cầu làm lãnh đạo. Nhưng nếu như 13 hoặc 22, người ta sẽ là người truyền lửa, truyền cảm hứng, lãnh đạo. Đấy. Cho nên mọi người thấy cái số master hay không? Rất hay. Tuy nhiên nếu không kích hoạt được, nó lại trở về năng lượng yếu của con số 4. Yếu hoặc quá của con số 4. Và tất cả các số master, mọi người nhớ là tất cả những công việc họ làm phải là những công việc trao giá trị cho cộng đồng. Muốn hạnh phúc, giúp nhiều người hạnh phúc. Muốn giàu có, giúp nhiều người giàu có. Và cái năng lượng, cái tinh thần nó xuất hiện từ trong ý nghĩ, nó phải đem lại giá trị cho cộng đồng. Đầu tiên nó phải xuất hiện trong ý nghĩ đó, cái khát khao, tức là trong đầu mình. Không phải ai sinh ra sở hữu 13 trên 4 họ đều trở thành master luôn nhé, mà họ phải qua một quá trình. Cho nên kể cả những đứa trẻ mà sinh ra sở hữu những con số này, nó chưa rung động được ở một trường năng lượng master đâu. Nó cần có môi trường, nó có cần có sự nỗ lực, nó cần có sự rèn luyện. Và môi trường nỗ lực rèn luyện ấy, nó phải đến từ trong đầu. Mình phải mong muốn, mình phải khát khao làm một cái gì đó cho cuộc đời này. Nó phải vượt lên cái cơm áo gạo tiền của chính mình, sau đó roi vào hành động. Cho nên những người mà sở hữu 13 trên 4, có những lúc họ thăng trầm, họ cũng chạm tay luôn. Có những trường hợp mà họ gặp cái nỗi đau về tài chính, nỗi đau về mối quan hệ, sau đó họ ngoi lên, họ thức tỉnh, họ chuyển hóa. Đấy, đấy là ở số 13 trên 4. Chị Út thì không biết đường đời 13 trên 4 hay 40 trên 4. Nhưng kể cả là số 4 đơn mà muốn kích hoạt được, thành vượt lên trên cái số 4 đơn ấy, thì việc đầu tiên của nó là bước chân ra khỏi vùng an toàn. Cái việc đầu tiên của con số 4 hay 13 trên 4 cũng phải là việc bước chân ra khỏi vùng an toàn. Chỉ bước chân ra khỏi vùng an toàn thì mới kích hoạt được thôi. Còn chừng nào con ở trong cái khung của con số 4 thì chừng đấy chỉ là một công chức rất giỏi, rất chuẩn chỉ, rất cần mẫn, rất trách nhiệm. Còn không thì không bước ra khỏi vùng an toàn thì không kích hoạt được hết đâu. Đấy là về số 13 trên 4. Thì thấy ngày sinh Thủy Mẫu Anh, thấy ngày sinh hay không? Một giây số 4, giây luôn số 4 luôn. Để còn linh hồn của Thủy, hình như linh hồn cũng 13 trên 4 đó. Của em Hình linh hồn 13 trên 4. ngày sinh 13 trên 4, thái độ 22 trên 4, một giây số 4. Cho nên là nếu như mà rung động yếu của con 4 với lại rung động yếu của tên riêng 11 trên 2 thì nó áp bạt vía con số 1 đường đời của em đi, thì an phận, an phận vô cùng, thôi thế thôi, tiền đủ tiêu là được rồi, mối quan hệ chỉ cần thế thôi, mối quan hệ an toàn, không có nhu cầu mở rộng thêm mối quan hệ cần gì đâu, mối quan hệ chất lượng thế được. Cho nên là khi mà nó quá nhiều ở một con số, tiền nhìn thấy đấy, tính được là tiền nó chui từ đâu về đâu, nó ở chỗ nào nó chui ra, lấy nhanh lắm. Những người mà sở hữu nhiều con số 4 có thể học, nó không phải là vấn đề tất cả, nhưng mà cái vấn đề mà nhìn thấy tiền, thu chi chi thu, tiền ở đâu về đâu, mất đi đâu, vào chỗ nào ra đâu, xử lý cực kỳ tốt, chịu khó, trách nhiệm, kiên trì đó. Nhưng chỉ có điều nếu như cái khát vọng không đẩy lên nơi, nó dễ bằng lòng với cuộc sống. Nghèo không nghèo đâu, không nghèo, bởi vì riêng những người mà sở hữu nhiều con số 4 họ sợ nghèo lắm, cho nên là lúc nào họ cũng giữ ở trạng thái an toàn.
cứ tiền hết rồi lại Tiền về, tăng. chứ nó không 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 theo cái kiểu là về đến mình rất nhiều rồi là hết hết sạch đâu, không bao giờ ở trường năng lượng hết sạch sẽ đâu. Họ thấy bất an lắm, bởi vì con số 4 là con số của sự an toàn. Nhưng nếu như mà an toàn quá nó lại an phận, thế thôi không cần phải nhiều. Sao bọn nó cứ phải đi làm cắm đầu cắm cổ làm gì mà khổ thế, mình thế này là được rồi, kiểu như thế. Mà kiểu như thế thì không bao giờ kích hoạt được năng lượng của 13 hoặc 22. Đấy, nghe xong số 13 trên 4 chị thấy là mình có nhiều tiềm năng mà vẫn là ngủ quên và chưa đánh thức không, mà nó cần có môi trường. Nhưng mà cái môi trường của Thủy lại được chồng rất yêu, chồng lại không cho làm, chồng lại bảo thế thôi đủ rồi để đấy Đồng anh lo, cho nên là tao lại càng ung dung, bảo thủ. tao lại càng ung dung luôn, càng ung dung luôn. Và cái môi trường nó không có môi trường để mình nỗ lực, bởi vì đủ rồi, có tiền thế là đến thế là đủ rồi, ta chưa giàu lắm nhưng tôi ta tiêu thoải mái song sanh rồi, thế là thôi. Nhưng khi sống không đúng trường năng lượng ấy, nó cứ chán, nó cứ chán, nó cứ trong sâu thẳm nó cứ chán chán. Vậy em có nhớ khi em tiếp cận với chị không, chị ơi ôi Covid em ở nhà em xem hết phim Hàn, xem hết phim Hàn, xem hết phim mọi Sau kịch khi chán đời xem đây. phim Trong khi đấy thì Hàn mùa gì chị vẫn nong sòng sọc lên, chị làm các kiểu, chị bảo ơ hay với bản chị thì vẫn sắc mặt đây, em thì cứ phim loại phim kia, chị không có thời gian mà xem phim, để xem lắm phim thế. Thế là kéo sang cho làm cùng. Thế từ ngày làm xong rồi mới thấy ồ, ngoài cái môi trường dạy học, ngoài cái môi trường gia đình, nó có nhiều cái thông tin ở bên ngoài thú vị nhỉ. Thế là tự nhiên bắt đầu thay đổi dần, nhưng mà để thay đổi được là phải nỗ lực đấy, chứ không phải 180 độ xoay mà phát được luôn đâu. Xin nhớ nhá, tất cả mọi người, những ai mà sở hữu 13 trên 4, kể cả số 4 đơn cũng thế, ở đây có cả chị Út luôn đấy, đẩy khát vọng của mình lên, đẩy năng lượng của mình lên, và cái việc dám đầu tiên, dám bước chân ra khỏi vùng an toàn, cứ bước ra đi. Bởi vì bản chất số 4 nó sợ, nó an toàn, nó cứ ở trong cái ô hình vuông thôi, không bước ra thì không kích hoạt được đâu. Và số 4 mọi người nhá, có cả lộc về đất, tuy nhiên đừng có nghe xong rồi có bao nhiêu tiền cắm đầu cắm cổ đi đầu tư đất, sau quanh thắng bắt đền thơ là tại chị chia sẻ là có lộc về đất cho nên em đầu tư. Làm gì cũng phải học, phải có sự hiểu biết, đầu tư hay kinh doanh hay làm bất cứ cái gì phải có sự hiểu biết, nó có lộc. Nhưng nếu không có sự hiểu biết, đầu tư sai, đầu tư liên thuyền thì lại sấp mặt không ngóc lên được đâu nha. Nó có lọc ở đây là gì, trong cuộc đời sẽ có hơn một mảnh đất, mảnh đất đấy hoặc là bố mẹ sinh ra đã cho rồi, được thừa hưởng đất cát từ bố mẹ, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, trong cuộc đời sẽ mua thêm, hoặc những người mà mua về đất là hay gặp may, ví dụ được mua rẻ nhưng bán thì bán đắt, hoặc có một cái thuận lợi gì đó, tức là có lộc là như thế. Còn lại tất cả những thương vụ đầu tư đều phải học, đều phải tìm hiểu kỹ, mà Cái này không em tìm thấy hiểu hay kỹ đó. thì Em nguy. nhớ ngày trước em mua nhà trong tay em có đúng 20 triệu mà em vẫn mua được nhà. Giờ nghĩ lại thấy đúng đúng á. Chắc do em có nhiều con số 4 này, có lộc với đất, đúng rồi đấy. Những người mà sở hữu, tuy nhiên thì cũng nhiều người lại cũng sấp mặt vì đất xong bắt đầu mới có lộc nhá, tức là đấy là số 13 trên 4, cho nên hiểu rồi thì phải đẩy hết năng lượng đi, đừng có ở con số 4 sợ hãi nữa. Con số 4 sợ hãi thì nó đại đại bảo thủ, với những vấn đề không đồng ý nhất quyết không đồng ý cho đến khi bản thân tự nhận ra, nó không có sự linh hoạt một tẹo nào đấy. Ok, về số 4 tiếp đến, đến số 22 trên 4, nó vẫn là 4 thôi nhưng nó lại được định hình về số 22, cho nên nó hai con số đối lập hoàn toàn. Con 4 cứng như đá củi nhưng con 2 lại mềm mềm mại thục nữ, nữ tính, cho nên cái con số 22 là cái bài học của con số 22 nó còn lớn hơn rất nhiều. Cảm xúc vô cùng nóng tính thì nóng tính, thẳng tính rõ ràng rành mạch,
còn không thì cảm xúc, giàu tình cảm, cảm xúc nhân ái, bởi vì nó phải học, nó phải là sự lắp ghép của cả số 2 và cả số 4. Hai lần số 2, một số 2 nó đã sáng tạo, nó đã tình cảm như thế rồi, thì hai lần số 2 thì nó tình cảm vô cùng. Cho nên nếu như những người mà đang mang trong mình cái số 22 trên 4 mà rung động yếu, khóc suốt này, động đến cái gì cả, chạm đến cảm xúc một cái này, nước mắt ngắn, nước mắt dài, khóc luôn. Vì nhiều hai mà. Nhưng nếu ở trường năng lượng quá của con số 4 thì lại đại bảo thủ, có thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nhé. Cho nên là nó là con số hai mặt đấy. Vậy thì hai ai ở đây nó gì, tầm nhìn lớn, nó lại cao hơn cả 13 trên 4 một bậc. Mọi người nhớ nhé, 4 40, 13 trên 4, 22 trên 4, nó cứ phát triển từng tầng một. Những ai mà cộng tất cả đường đời vào đường đời 40 trên 4 nhé, thì cái con số 0 ở đằng sau ấy, cái con số 0 ở đằng sau nó là con số vô cùng. Nếu như con số 4 ở đằng trước mà nó rung động chuẩn thì nó nhân ra vô cùng cái chuẩn của con số 4. Nhưng nếu cái 4 ở đằng trước mà rung động yếu thì nó lại nhân cái con số 0 đằng sau, nó lại nhân ra vô cùng của cái yếu. Mọi người hiểu cái số trụ 40 chưa? 40 hoặc 30 hoặc 50 cộng vào nó sẽ ra như thế luôn. Đó. Còn 22 trên 4 này, tầm nhìn lớn, bậc thầy kiến tạo sắp xếp, bậc thầy nhé, kiến tạo sắp xếp một cái tầm nhìn cực kỳ lớn. Và nếu như những người mà sở hữu số 22 trên 4 chuẩn, con số này với số 33 trên 6 không nhiều đâu, thì nếu như chuẩn thì những việc làm, những ý tưởng họ họ có thể biến những ước mơ, ý tưởng điên rồ trở thành hiện thực, và những cái cống hiến của họ sẽ giúp ích được cho cộng đồng, cho xã hội, cộng đồng cực kỳ lớn. Có rất nhiều chân sút giỏi sở hữu 22 trên 4 kiến tạo bóng đá đấy. Có rất nhiều những kiến trúc sư nổi tiếng để lại những công trình để đời có 22 trên 4. Có rất nhiều những lãnh đạo tầm cỡ sở hữu 22 trên 4. Vậy thì 22 trên 4 à, nó là kế hoạch chỉn chu. Năng lượng của con số 4 là kế hoạch chỉn chu, đúng hẹn, chuẩn chỉ, quy trình. Nó vẫn là số 4, nhưng bậc thầy kiến tạo và tầm nhìn lớn thì nó là số 22. Có ma lực trong việc truyền cảm hứng nhé. Ma lực trong cái việc truyền cảm hứng, chỉ huy chiến lược thông thái, và có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn, có sức ảnh hưởng đối với đám đông nhé. Và đặc biệt số 22 chuẩn có năng lực biến ước mơ điên rồ trở thành hiện thực, tức là tạo ra những phát minh lớn cho xã hội. Nhưng mà thực sự là những người mà sở hữu 22 trên 4, họ phải gặp những cái bài học thách thức cực kỳ lớn, họ phải nỗ lực cực kỳ lớn họ mới rung động được, còn nếu không đều là 4 hết. Và nếu con mình mà sở hữu 22 trên 4, thực sự cái việc mình dạy dỗ kèm cặp cũng là cả một vấn đề rất lớn, rất thách thức. Không kích hoạt được, lại mang năng lượng yếu của số 4. Quỳnh hôm nay nghe đoạn khúc cuối này thôi, nhưng mà cũng nghe sơ bộ được về các con số đấy, bởi vì nó lóc ghép ở các con số. Đấy, Thủy ơi, thái độ 22 trên 4. Thủy thấy không? Nghe xong thấy mình đầy tiềm năng không? Mà ngủ quên một cách trầm trọng luôn, ngủ mãi không tỉnh. Tỉnh rồi bà chị, đang tỉnh, đang tỉnh. Tiếp đến này, 33 trên 6, năng lượng số 33 sẽ có cả năng lượng của số 3, năng lượng của cả số 6. Con 3 đẹp lắm, truyền lửa lắm, truyền cảm hứng tốt lắm. Con số 6 là gì? Yêu thương. Số 33 trên 4 ít gặp nhé. À, 33 trên 6 là ít gặp, rất ít gặp.
nhưng họ phải tốt nghiệp bài học của số 3 và tốt nghiệp bài học của số 6. Cái người mà tốt nghiệp một bài học đơn thôi đã vất vả rồi, đã lăn lộn rồi, nhưng mà tốt nghiệp hẳn hai bài học và trong họ phải có sự cân bằng. Đấy, vậy thì ở đây đó là bài học về yêu thương, chữa lành, truyền cảm hứng. Đó là con số này, tận tâm, hàn gắn, chữa lành, phụng sự. Đây là đặc điểm của con số 6. Thông minh, sáng tạo, bậc thầy đàm phán thương lượng là đặc điểm của con số 3. Rất đẹp. Con số 3, nhìn cái con số 3 nó giống như cái vòng tay ôm ấy. Nó giống như cái miệng. Đúng không? Nó ôm cả thế giới, nó thân thiện với cả thế giới. Nó nói hay, nói giỏi, đàm phán, thương lượng, thuyết phục cực kỳ tốt. Nhưng nó lại gắn cả với cái gốc của yêu thương, của sáng tạo, của yêu thương của con số 6. Cho nên nó phải học cái bài học con số 3, tốt nghiệp bài học con số 6. Và bài học của con số 6 đó chính là bài học về gia đình. Thách thức của con số 6 đó chính là thách thức yêu thương về gia đình. Cho nên những người mà sở hữu nhiều con số 6 ở trong các chỉ số nhé, đặc biệt chỉ số đường đời hay tên riêng, là họ phải tốt nghiệp cái bài học về yêu thương, bài học về gia đình. Nó là con số chữa lành, nhưng trước khi chữa lành cho người khác, nó phải chữa lành cho chính nó. Nó vượt lên được rồi thì nó mới chữa lành cho người khác được. Còn chừng nào mà nó còn luẩn quẩn các vấn đề về gia đình, nó không thoát ra được, thì nó chưa giúp đời chữa lành được đâu. Và tất cả cái việc chữa lành này, tại sao mà họ có thể xử lý được? Bởi vì họ qua rồi, họ vượt qua được rồi, họ bình thản rồi, thì họ mới dùng chính cái trải nghiệm của họ để giúp đời chữa lành. Đơn giản thế thôi. Cho nên hay gặp các bài học và truyền lửa, truyền cảm hứng. Đây là số mà gọi là con số của lãnh đạo, nhưng mà đứng đầu một giáo phái, đứng đầu một tổ chức chính trị xã hội lớn, đứng đầu một tổ chức. Nếu không kích hoạt được sẽ mang năng lượng yếu của số 3, năng lượng yếu của số 6. Nếu như 33 trên 6 mà là nam giới, nói hay, nói giỏi, lại còn tình dục giỏi nữa, thì dễ để lại hệ lụy ái tình, sở khanh. Cho nên không phải là cứ sở hữu con số nào tốt hay không tốt đâu, mà đi chuẩn nó sẽ tốt, còn đi lệch nó sẽ sai. Đơn giản thế thôi. Và nếu như sở hữu số 6, trẻ em ấy, con như mình ấy, là sở hữu nhiều số 5 và số 6. Mọi người lưu ý giáo dục giới tính cho con và không cho con kết hôn sớm. Bởi vì khi năng lượng của con số 6 kết hợp với năng lượng của một con số 6 khác, hoặc kết hợp với một con số 5, con số 5 có một ma lực trong việc kết nối. Con số 6 nó có sức hấp dẫn giới tính vô cùng lớn. Cái năng lượng, cái sức hấp dẫn giới tính lớn, mà khi sở hữu lại bắt gặp một con số 6 khác thì nó dễ yêu, nó dễ thích. Và cái thích ở đấy nó chỉ thích về phần xác thôi, chứ chưa phải thích về tình yêu. Cho nên nếu kết hôn sớm thì dễ chọn được người bạn. Và cái năng lượng yêu của con số 6 nó rất mạnh. Cho nên nếu như con nhà mình là sở hữu năng lượng con số 6, nhất định giáo dục giới tính cho con. Bởi vì nhiều khi nó tự bị hấp dẫn bởi giới tính. Và nhớ, tất cả số master chỉ được kích hoạt khi trao giá trị cho cộng đồng, khi đóng góp giá trị cho cộng đồng, khi giúp ích được cho cộng đồng. Mà cái sự giúp ích này nó phải xuất phát từ trong tâm của mình, trong suy nghĩ của mình, rồi đến hành động. Chứ không bảo là mồm ta chỉ nói thôi, nhưng mà trong suy nghĩ của ta không có điều đấy, thì không đẩy năng lượng được đâu cả nhà. Ok, về số 33 trên 6. Tiếp đến 44. Trong cái số này có cha, thanh cha. Số 44. Vậy thì 44 trên 8 này, Trang sẽ mang trong mình năng lượng của số 4, năng lượng của số 8. Và trong năng lượng của số 8 nó là hai con ba chập lại. Cho nên nếu như
mà trang rung động yếu của số 4. Thì em nhìn thấy con số 4 này, nó khô cằn xoải đá như thế này. Xong lại kết hợp với cái tên riêng số 7 khô cằn xoải đá của em. Thì em hiểu là cái độ đại bảo thủ nó lớn như thế nào. Cho nên chính cái chỉ số, cho nên khi mà hiểu sâu về con người thì mọi người sẽ thấy nó rất hay ở chỗ là cái tất cả mọi thứ nó là sự sắp đặt. Nếu ta cứng ở chỗ này, ta nguyên tắc ở chỗ này thì ta sẽ có những chỉ số khác nó xuất hiện và lấp đầy, nó bù đi. Cái con số 4 nó cứng như que củi như thế này. Cái tên riêng số 7 cứng như que củi. Nhưng Thanh Trang lại có cái chỉ số linh hồn 11 trên 2. Rất yêu. Rất yêu. Và cái khát khao sâu thẳm. Rất thích làm việc trong môi trường nhân văn yêu thương. Trên cái thể hiện nó khô cằn xoài đá thế thôi. Nhưng là người rất yêu. Rất trọng chữ tình. Cho nên cái sự sắp đặt của vũ trụ nó hay lắm. Thủy thì có một loạt số 1, số 4. Đại đại bảo thủ. Nhưng tự nhiên xuất hiện cái tên riêng 11 trên 2. Nó dung hòa. Bởi vì điều gì xảy ra nếu tên riêng lại là con số 7 nữa. Thì không ai muốn chơi cùng đâu. Cho nên nó rất hay. Nếu hiểu về cái quy luật này nó rất hay luôn. Và nếu như Thanh Trang đường đời 44 trên 8 không có chỉ số linh hồn 11 trên 2 thì điều gì sẽ xảy ra nếu như vì tiền và bất chấp tất cả, nhưng vì cái chỉ số linh hồn 11 trên 2 điên đảo kiếm tiền nhưng không bao giờ vì tiền mà bất chấp tất cả, nó có sự cân bằng. Tuy nhiên nhận ra hay không, rung động chuẩn hay rung động yếu, đấy là sự lựa chọn của mỗi người, lựa chọn của mỗi người. Vậy thì cái số 44 trên 8 này, cái đặc điểm của số 4 là gì? Nghe, từ 13 trên 4 có số 4, 22 trên 4 có số 4. Mọi thứ phải rõ ràng, minh bạch. Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Rõ ràng. Một con 4 nó đã rõ ràng, minh bạch như thế rồi. Hai con 4 thì nó kinh khủng khiếp đến thế nào. Và nếu một con 4 rung động yếu nó đã khủng khiếp lắm rồi. Lại hai con 4 rung động yếu nữa thì nó kinh khủng đến như thế nào. Và nếu như rung động yếu một con 4 nó đã sợ. Nó sợ cái mới, nó sợ chân ra khỏi vùng an toàn. Mà hai con 4 nữa thì sợ thu mình và không bao giờ nó làm cái gì gì đi, cái gì cũng sợ, mà đã sợ thì không bao giờ làm được. Nó sợ từ trong ý nghĩ rồi thì không bao giờ làm được. Và cái thử thách của nó là gì? Bước lên, vượt lên chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn thì mới kích hoạt được con số 8, thì mới kích hoạt được con 44. Nó phải kích hoạt được con số 8 trước, sau đó mới kích hoạt được số 44. Nó là như vậy. Đấy. Ok, thì đây. Điều hành kinh doanh truyền cảm hứng. Nó mang năng lượng của cả số 4 và số 8. Và không kích hoạt được sẽ mang năng lượng yếu của số 4. Đại bảo thủ lại còn tham tiền. Đại bảo thủ lại còn là bất chấp tất cả để kiếm tiền. Thì không bao giờ kích hoạt được số 44 trên 8 đâu. Cho nên có rất nhiều quan chức sở hữu đường đời 44 trên 8. Nhưng khi sở hữu đường đời 44 trên 8 là vì tiền bất chấp tất cả. Thì sao? Thì con số 8 thịnh vượng ấy nó sẽ trở thành còng số 8. Cho nên không phải ô con mình có đường đời 8 nắm tiền lắm. Nó không hẳn đâu nhá. Mà quan trọng là giáo dục cho nó đi thế nào cho đúng. Nó là như vậy. Đấy. Nhà điện thoại cái, mọi người trao đổi đi, mọi người nói chuyện nhé. Ủa, của Thanh Trang là 44 trên 8 mà Trang. Dạ, đường đời 44 trên 8 chị. Trước giờ em vẫn nghĩ là em số 8 thôi đó. Xong rồi Em là chị... 44 trên 8 hả? Dạ. Từ trước giờ vẫn biết là mình số 8 nhưng mà không không biết được mình là 44 trên 8. Xong rồi chị Thơ code cho cái bài code.
xong đọc cái 44 trên 8 té ngửa luôn. Nhiều thử thách quá. Mà thật sự là giống như chị Thơ nói là 44 trên 8 mà còn xứ gọi là tên riêng 7 nữa ấy. Cho nên người em rất rất là nguyên tắc, là rất là khô luôn á. Nói chung là sao ta, thường là không không có biểu đạt được cảm xúc của mình, không có Chị tưởng biểu của đạt em là đường đời 7 chứ. đường đời tám chứ. Đường đời 8, 44, 44 trên 8. 8 tên riêng 7, tên riêng 7 nội tâm 11 trên 2. Nên là cái nói chung đối với em là em rất là khó bày tỏ cảm xúc của mình. À, giống như là ví dụ như là trong tình cảm luôn vậy, em rất là khó để bày tỏ cảm xúc của mình, gọi là người rất là khô ấy. Vì ai mà yêu em là chẳng bao giờ em nói tiếng yêu. Trong này, trong nhóm mình đây có bạn Quỳnh mới này. Bạn Quỳnh sinh năm 86 à? Mình Nhiên là 7 âm là tổng thống. Gọi là gì nhỉ? Đầu mèo đuôi hổ. Âm là 86, dương là 87. Đi lên chồng vẫn tính 86. Tớ Em cũng khủng đấy. 86 này. Trong này có Minh Thơ cũng 86 này. Người dương là Có quan thấy Minh Thơ trẻ không? lúc trẻ. đầu lúc đầu Minh Thơ cho tưởng Minh Thơ đâu 88, sau đó chị Úc đưa thông tin bảo ủa 86 là chị Úc ơi, chị Úc bảo ừ 86, em nhìn nó trẻ thế em tưởng 88. Nói chứ thì nhập số học này mấy lần mà nhập không vào. Hôm qua hôm kia mới nói chị Thơ sao mà em nhập số học mà em nhập không được. Chị Thơ bảo có nhập đâu mà được. Mà Mà nay lúc học lớp nào số xong thấy chắc do mình chưa xác định nhập số học hay sao á. Chứ ngày trước nhập sinh tắc sinh chắc vân tay là nhập cũng giỏi lắm á. Sao đến cái vô số học này thấy cứ sờ lơ sao. kiểu không tập trung ấy, Ừ, không tập trung ấy. là chắc Thế một là phần chị đam mê. sao, ví dụ như có một người đúng không, mình nói chuyện với người đó xong rồi mình muốn tính số học của người đó, chị có thể tính liền được không, hay là chị ngồi chị tính từng chỉ số hả? Chị tính được đường đời, tên riêng, thái độ. Nói chung là tính mấy cái cơ bản thì tính được. Nhưng mà luận á, Mình ngồi mình tính đúng chủ không? yếu là luận á, Ừ, chủ luận yếu các là con số, làm các mình con có số thì tức là mình hiểu, mình đọc các con số nên thì mình hiểu được con người ta như thế nào, nhưng mà mình luận mình nói ra thì chưa nói được. à, tại vì không có cái bộ nói, giống như chị Thơ nói là phải có bộ nói Mình có con số 11 trên 2 mà nói cũng giỏi lắm chứ. Nhưng mà có điều nhất mình chưa kích hoạt nói sao. không, 11 trên 2 không có nói giỏi, số 3 nói giỏi. 11 trên Cái 2 cũng là siêu kết nối đấy. siêu kết nối, nhưng mà nó lại không, nó không thuộc về cái cách biểu đạt. Cái cách biểu đạt đó là số 3. Số 3 nói rất là giỏi. Lấy điện thoại Ngôn từ đấy, rất nghe là xong về các con số thấy yêu không, không. cho nên nhá, thứ nhất này, bài học ở đây là không cần phải là người khác đâu, cái kẻ thù lớn nhất là chính mình, cái kẻ thù lớn nhất là chính mình, mà cứ vượt lên chính mình rồi chinh phục được chính mình là sẽ chinh phục được cả thế giới, chứ không cần phải chạy theo người khác, không cần phải là người khác, là chính mình thôi, chỉ cần là chính mình thôi. Mà nhớ là cái kẻ thù lớn nhất là chính mình. Nếu như ta sợ một cái gì đó, ta hãi một cái gì đó thì thất bại từ trong ý nghĩ rồi, thì không làm được cái gì đâu ạ. Vượt lên được chính mình, chinh phục được chính mình, không cần chinh phục người khác, không cần là người khác, không cần theo người khác, vượt lên chính mình là đã chinh phục được cả thế giới rồi. Ok. Xong, xong về hết tất cả các con số.
Cho nên học xong rồi mọi người đảm bảo rằng nếu như mọi người hiểu rất sâu rồi thì không ghét được con người đâu ạ. Không ghét được ai luôn. Mà nhìn thấy ai cũng yêu. Và nếu như nhìn thấy mọi người còn đang rung động yếu thì muốn kéo mọi người ra cơ. Muốn kéo ra luôn để đặt đúng vị trí. Cá là phải thả xuống dưới nước. Khỉ là phải cho leo cây. Chỉ bắt con cá mà leo cây thì suốt đời con cá nó sẽ nghĩ rằng là nó ngu ngốc. Cần phải đặt đúng vị trí, đúng môi trường sẽ tỏa sáng. Mọi người có tin là ngày xưa em thơ không dám nói, không biết giao tiếp và đã từng phải đi mua. Ngày xưa nhà rất nghèo, đã từng phải mua những cái cuốn sách nghệ thuật giao tiếp bằng đúng bàn tay. Ngày trước làm gì có mạng công nghệ thông tin đâu. Tự nhận thấy rằng sao mà cái khả năng kỹ năng của mình kém thế. Nhận thấy đấy, khi mà mình nhận thấy rằng mình yếu cái điểm đấy thì mình phải học, học bằng cách đấy, học bằng cách tham gia các khóa học, đoàn khóa học miễn phí của Lê Thẩm Dương, của Phạm Thành Long. Các khóa học đấy sau đó ghi ra, ví dụ khóa học về cách tương tác, về giao tiếp, xong ghi ra học lại, còn học bài bản ở chỗ là có sổ ghi ra những cái cực kỳ quan trọng nhá. Sau đó khi mà mùa Covid không dám chia sẻ như thế này đâu, tham gia vào lớp học, học được vài thứ thôi vẫn chia sẻ về số học, chia sẻ về các loại, vậy thì chia sẻ được gì được đấy. Ví dụ ngày mai thôi chia sẻ cho mọi người này, mọi người nhận được giá trị nhưng tôi cũng nhận được giá trị hiểu sâu hơn được các con số, bởi vì trong quá trình chia sẻ hỏi từng bạn một xem các bạn đang rung động ở trường nào, thế lại hiểu thêm. Trong quá trình chia sẻ thì nói linh hoạt, trong quá trình chia sẻ gì bài chia sẻ này tự soạn, tự soạn để làm gì thì mình hiểu sâu hơn, hiểu sâu hơn thì đi ra ngoài nói chuyện kết nối được nhiều hơn, đơn giản thế thôi. Cho nên khi mình trao cái gì cứ cho đi, mình lại nhận được giá trị, nhận được nhiều hơn là cái phần cho đi đấy. Cho nên yêu vô cùng, yêu cực kỳ luôn, và đẩy hết năng lượng lên, tự tin. Nếu mình xấu thì mình làm thế nào cho nó đẹp hơn, nếu mình nghèo thì hãy nhớ rằng mình chẳng xin xỏ của ai cả, tay làm hàm nhai. Mình nghèo thì mình đi kiếm tiền, đẩy hết khả năng lên, tìm môi trường, hiểu được cái điểm mạnh thế mạnh của mình rồi tìm môi trường kích hoạt nó, thì mình sẽ trở thành một phiên bản cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời luôn. Thế nhà mình còn ai hỏi gì không? Cũng hỏi tí.